David sẽ gửi lại các cái thông tin và nói lại một số các cái thông tin về vận hành no loss system, một trong những cái giải pháp không thua lỗ cho khách hàng. Bởi vì có rất nhiều người đặt ra các câu hỏi và họ đang hiểu là David cung cấp và bán robot, thực chất thì không phải là bán robot, chỉ là vận hành các tài khoản cho khách hàng và vận hành cái quỹ GFX thôi. Thứ nhất đó là vận hành GFX.asia đưa ra các giải pháp no loss system thông qua bot chain, app chain và robot chain. Cái việc này nó khác với lại cái việc cung cấp bán robot cho khách hàng. Bán robot tức là đẩy một con robot mình sưu tầm trên mạng hoặc mình mua trên mạng ấy, sau đó về cấu hình lại và để nó chạy, và khách hàng không hiểu được bản chất của nó và không có được cái volume, tức là cái số lượng cài đặt cũng như là nguồn vốn, thì lập tức là sẽ bị cháy tài khoản. Nó chỉ chạy được một vài thời gian thôi, thì đấy là cái mà chúng ta cần phải hiểu sâu chi tiết. Cái quan trọng nhất để chúng ta hiểu được đó là GFX là một cái quỹ giao dịch để ăn chia cùng với khách hàng, đưa ra các giải pháp no loss system hoặc là hedging system, bao gồm hai loại giao dịch: tài khoản A dùng để đầu tư, tài khoản B dùng để bảo hiểm, tài khoản A dùng theo phương pháp buy và sell và hedging lại. Thì thông qua cái bot chain này, cái robot chain này, nó vận hành bởi no loss, tức là dựa trên hai cái giải pháp mua vào bán và can thiệp vào cấu hình lệnh cũng như là TPSL thì nó mới đảm bảo an toàn. Thế thì không cung cấp robot mà chỉ vận hành GFX này. Do vậy các gói của GFX được phân bổ đó là cái lợi nhuận nếu trong trường hợp mà an toàn thì là 2 đến 5%. Gói 2 là 0 đến 15% cũng sử dụng no loss system. Gói 3 là bảo hiểm 70. Gói 4 là bảo hiểm 50 và cái gói 5 này là có thể quản lý robot cùng với khách hàng thông qua các tài khoản hiện có. Thế do đó là gì ạ? Không cung cấp robot và thậm chí còn cho dùng thử. Và cái robot này nó đưa ra các giải pháp đó là no loss system thì nó mới an toàn, chứ không phải buy sell theo một cái mô hình là gì ạ? Dẫn hướng để chúng ta có được cái tỷ lệ chốt lời. Bởi vì thị trường nó vẫn biến động, do vậy chúng ta phải hedging. Thế thì no-loss system đưa ra một cái mô hình để cho cái quỹ GFX này tồn tại, cũng như là đưa ra các bản cam kết, cũng như là các cái thông tin để hỗ trợ cho khách hàng. Chúng ta có thể theo dõi thêm cái robotjay.vn đưa ra các cái lời giải thích, đúng không ạ? Không chạy robot tài khoản nhỏ, chạy theo hệ thống quỹ của GFX, nó là một phần không thể tách rời của GFX để hỗ trợ cho khách hàng. Do vậy, việc khách hàng sử dụng robot để tự chạy thì phải được cấu hình một cách chi tiết, bởi vì nó phải đạt được cái độ lớn của tài khoản, đạt được các cái volume để nó có thể buy và sell, đạt được cái tỷ lệ mà đã backtest trong cái thời gian dài. Nếu không, nó đặt vào các cái lệnh cho những cái thông số đối với lại hệ thống tài khoản mà nó giao dịch, ví dụ như vàng với dầu, là sẽ không tốt. Nó chỉ đúng cho những cái cặp tiền tệ chỉ định mà thôi. Quản lý tài khoản dưới góc độ đầu tư chứ không phải là giao dịch liên tục. Đó. Kiểm soát theo quy trình của GFX thì đây là cái mà chúng ta sẽ phải hiểu. Khách hàng cung cấp mật khẩu và server của bất kỳ cái loại tài khoản nào đối với gói số 5 và cài đặt phía GFX sẽ theo dõi cho khách hàng để sao cho an toàn và ăn chia lợi nhuận theo đã thông báo. Thì RoboTrade và AutoTrade, chúng ta vào autotrade.com.vn. Thì cũng có show ra các giới thiệu về IA, đúng không? Và cách cách cài đặt thì cũng có nói rất là chi tiết, và chúng ta Google thì cũng không những là bên David làm mà rất nhiều các cái đơn vị họ làm có các video theo hướng dẫn, thậm chí là cho luôn cái link robot download ở đây, đúng không ạ? Có rất nhiều robot nhưng mà chúng ta chỉ xem xét và theo dõi thôi. Thì nó có bốn hệ thống và cái cách vận hành như sau. Một là cái con Black Team, nó vận hành là khi thị trường mua quá mức, tức là vượt mua đấy, hoặc gần với giao dịch mua quá mức được mở lô theo xu hướng ngược lại. Đó, tức là vượt mua thì nó bán, vượt bán thì nó mua. Khi mục tiêu lợi nhuận đạt TP giao dịch được đóng lại, đây trường hợp nó đây gọi là bắt đáy. Đúng không ạ? Thế nếu bắt đáy nó thành công thì tức là nó đã phân tích được vượt mua và vượt bán rất tốt. Còn trường hợp mà tiếp tục
xuống, tức là bắt dao và dao nó rơi tiếp, đúng không ạ? Thì lệnh thứ hai được mở dựa trên price action và chuyển động của thị trường giao dịch, dựa vào tin tức nó có thể mở lên 9 lệnh kiểm soát rủi ro đạt được thông qua mỗi số lot mở đó. Thế thì cái này nó vận hành dựa trên price action và bình quân giá cộng với lại đón đỉnh đón đáy, thì đấy là black team IA. Đối với IA black team này, các bạn để khung thời gian D1 đúng không ạ, và thông số các input, smart IA sẽ tự tính balance để vào số lot phù hợp, volume là một lot đấy. Đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy cái con black team này. Con thứ hai đó là GU Grid Pro, tức là cái con này nó sẽ vận hành vào chiến lược scalping của GU. Đối với bạn IB nào mà cày lót ấy, thì con này rất là phù hợp. Thời gian M5, đúng không? Các cây nến có đuôi dài đính vào Bollinger Band và đảo chiều. Đó, tức là nó đánh phân tích hành động giá của M5 nhé. Tức là cái đuôi và cái chân nến rất dài, tức là sự rút chân ấy. Nếu mà ai trade ở price action sẽ thấy nến rút chân nhiều thì lực bán sẽ bị ngược lại. Ví dụ nó đang lên mà bị rút chân, nó co lại, thì lập tức là sẽ có lệnh bán là đang dồn dập để đẩy ra cái chân nến đó rất dài. Và các cây nến gì đang sập xuống mà co lại, có cây nến ở dưới nhiều hơn, đúng không ạ? Thì lực mua đã bắt đầu vận hành. Tức là gì ạ? Các cây nến này, đúng không ạ, được tính toán và M5, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy ví dụ, đây là cây nến là sập xuống, nó sập xuống rất mạnh và nó kéo lên. Đây là price, hành động giá là có lịch mưa đẩy lên, đúng không ạ? Rất nhiều các cây nến đấy nó sẽ được tính toán. Còn nếu những cây nến này là cây nến đặc thì chắc chắn nó sẽ trả bài một cây nến thứ hai là cây nến đặc tiếp theo, và nó bùng lên theo đúng xu hướng và dẫn hướng của nó. Chúng ta xem ở M5 này, các cây nến đây, cây nến này rút chân, đúng không ạ? Đấy, cây nến này rút chân, nó sập một cây nến, sau đó nó rút chân, nó hành động giá, tức là gì ạ? Sự bơm của thị trường theo hướng ngược lại. Con GU này nó là một con đi rất là khó chịu, cho nên là tương tác với Bollinger Band, sau đó mở band. Các cây nến có đuôi dài được đính vào Bollinger Band đảo chiều, nến hình thành hoàn toàn bên ngoài vùng Bollinger Band và GU được quét theo chén H1. Đó, do vậy EA nó sẽ thực hiện. Không nên tự ý đổi tên EA, nó sẽ liên quan đến magic quản lý lệnh. Đó, và con số 3, hệ thống 3 robot Twin Scap, đúng không ạ? Mô tả về nó đó là nó sử dụng cho khung thời gian H4 và chỉ số zigzag và CCI, đúng không ạ? Từ bộ lọc và để có thể tính được cái độ nhạy của thị trường, sau đó chúng ta sẽ test được cái con này. Vậy có 3 cái con này để chúng ta có thể test, để chúng ta xem vận hành thôi. Tuy nhiên con no loss system ấy là con của bên GLX đưa ra cho quý khách hàng để chúng ta có thể được GLX vận hành theo các cái quy trình, thì không show ở đây để vận hành mà thôi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái con này để backtest. Đây là cái mà chúng ta nhìn thấy nó âm với cái tỷ lệ là 1.953 đô, và cái tỷ lệ này nó sẽ giãn ra nếu trong trường hợp nó âm nhiều, đúng không ạ? Thì nó sẽ TP ở bên kia nhiều hơn. Nhưng chỉ cần con này nó co lại về không, hoặc là về -500 đô, hoặc là nó tính toán giữa biên độ lợi nhuận, thì nó sẽ lập tức nó sẽ cắt hết đi. Đấy là vận hành theo no loss system. No loss system nó sẽ vận hành dựa trên cái quan điểm là gì ạ? Mua và bán, sau đó có cái tỷ lệ floating và tỷ lệ PL, và khi biên độ nhỏ nhất cân đối với cái tỷ lệ lợi nhuận, lập tức nó sẽ đóng toàn bộ lệnh. Ví dụ hôm qua cái này là -2.500 đô và bây giờ nó co lại 1.900 đô, nếu nó tính toán tốt nó sẽ đóng toàn bộ các cái lệnh này lại, và có thể nó -500 đô nó sẽ đóng toàn bộ lệnh này lại dựa theo cái profit mà nó đã kết hợp. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn xem lệnh sell và lệnh buy nó sẽ rằng sẽ kết hợp, đúng không ạ? Buy UZ nhưng mà sell UZ. Đấy, nó có cái sự đan lệnh ở đây. Đó, chúng ta do vậy nó hét lệnh lại. Nó tính toán được, và đây là cái tỷ lệ. Đúng không ạ? Lập tức chúng ta nhìn account history, nó sẽ đẩy các lệnh lãi vào trong profit. Lập tức là gì ạ? Tỷ lệ bây giờ tỷ lệ âm đó là 10% của profit, tức là 12.000. Thì âm 2.000 tức là 20%, tức là nó sẽ tính toán cái tỷ lệ
nhỏ nhất và nó sẽ close toàn bộ. Đấy là cái phương pháp mà no loss system mà hiện tại thì David đang chia sẻ. Vậy thì chúng ta quay trở lại với cái gói của GFX đưa ra, thì cái gói số 5 rất nhiều người quan tâm, chứng tỏ là cái xu hướng của thị trường người ta rất thích robot, và cái trend cái năm 2020 sau này đến 2021, 2022 chắc chắn là một cái xu thế, đó là giao dịch tự động và auto trade, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là auto trade và robot trade một lần nữa nó sẽ bùng nổ, giống như là forex nó đã tồn tại 10 năm nay rồi, nhưng mà đến năm nay nó mới bắt đầu bùng nổ, nó thuận đà theo sự phát triển của giao dịch online. Chúng ta vào robottrade.vn và autotrade.com.vn để hiểu thêm, đúng không ạ? Ngoài ra ba con robot này nó là cái gợi ý test cho hệ thống. Tuy nhiên cái con no loss system thì là cái GFX vận hành để sao cho nó an toàn. Tất nhiên nếu quý khách hàng mà cần giao dịch về cái gói số 5 này, sẽ đừng ngần ngại Zalo với David để đưa ra các giải pháp. Và nó đã đúng rất nhiều các cái cặp từ năm 2017, 2018 và cho đến nay, đúng không? Chứ không phải là cái việc mà bây giờ chúng ta mới thử nghiệm. Do vậy các tài khoản hệ thống chúng ta sẽ nhìn thấy buy sell và nó sẽ co lại ở các cái trạng thái này. Và ở con VPS này, đúng không? Cũng được đưa ra rất nhiều các loại tài khoản Tickmill, Pluton, Hot Forex, BD Suite, đúng không ạ? Akatim, XM, đúng không? Rất nhiều, thì chúng ta cũng có thể theo dõi. Thêm một cái tài khoản nữa, đúng không ạ? Là chúng ta nhìn thấy được cái tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận là 12.314, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ này, đúng không ạ? 2007, chúng ta xem thêm vào cái tài khoản kia, 2.722, 154, 154, chúng ta sẽ xem cái tài khoản này. Tiếp theo là 894. Tài khoản 894 cũng được vận hành, đúng không ạ? Với các cái cặp để nó hét lệnh lại. Và nó sẽ tính toán này, âm 2.000 nó sẽ tính toán được với cái tỷ lệ đây, cái này cũng đưa ra cái để nó vận hành với tỷ lệ profit, và 12.142 nó sẽ tính toán dưới 20% mà của cái phần lỗ. Bây giờ giả sử nó đóng thì nó sẽ là còn 10.000 lãi, đúng không ạ? Do vậy cái biên độ co của cái này nó sẽ tính toán khớp với cái việc mà chúng ta vận hành. Và từ đó chúng ta nhìn thấy các cái tỷ lệ vận hành khi mà đạt được các cái tỷ lệ chuẩn đối với lại tài khoản hot cũng như là một số các cái tài khoản khác để có thể đưa ra các giải pháp no loss system. Và tôi nhắc lại là con VPS nó sẽ mở liên tục để chúng ta có thể xem part view cho hệ thống để giao dịch. Ngoài ra các cái cách vận hành của GFX đưa ra cho chúng ta những cái giải pháp thu nhập thụ động thông qua việc phân quỹ và phân tiền vào các cái ví. Vậy thì chúng ta chọn lựa, đúng không ạ? Các khách hàng an tâm thì chúng ta có thể chọn theo cam kết gói số 1, gói số 2, gói số 3, gói số 4 sẽ tạo ra những cái tỷ lệ rủi ro, tuy nhiên là được ăn chia rất là tốt đối với khách hàng. Gói số 5 là vận hành các cái robot trade, và theo như tính toán thì năm 2020 này, 2021 nó sẽ bùng nổ các cái app trade, các cái robot trade, và đặc biệt là các cái tư tưởng trade. Ví dụ có rất nhiều con robot, ví dụ con Martingale ấy, là nó sẽ bình quân giá, nó tính toán điểm TP rất nhiều trên mạng, chúng ta vào chúng ta search. Hoặc là cái con AC, đúng không ạ? Protest, đúng không ạ? Con AC nó sẽ phân tích dựa theo các chân nến AC, chân đỏ nó sẽ bán và chân xanh nó sẽ mua, thì có rất nhiều. Ví dụ theo các cái mô hình của AC, nó sẽ tính toán được AC vượt Bollinger Band và AC vượt chạm Bollinger Band và đẩy xuống, chân đỏ và chân trắng nó sẽ tính ra được các cái lượng, ví dụ chân đỏ này nó sẽ bán ra, chân trắng nó sẽ mua vào, tùy theo cũng như là lượng bình quân giá và cái cấu hình của nó. Tuy nhiên đối với GFX thì chúng tôi phát triển dựa trên các cái nền tảng của ba cái hệ thống này: Black Team, hệ thống của các bạn IB cần GU Grid Pro và các cái Green Cap, đúng không ạ?
Tuy nhiên đối với GFX thì để tỷ lệ an toàn cho quý khách hàng thì GFX từ trước đến nay chúng ta cũng có các cái gói chuẩn rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên gói số 5 sẽ giúp cho quý khách hàng nhận thấy được các cái hệ thống và đưa ra các cái giao dịch sao cho nó an toàn nhất. Thì đấy là cái cách để vận hành GFX. Thì hôm nay tôi giới thiệu cũng như là đưa ra cho quý khách hàng để cái cách để mà tìm hiểu qua về cái xu hướng mới trong thời gian tới đây. Cái này nó không phải là mới, mà thực chất là nó sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Giống như Forex bây giờ nó không phải là mới, nó đã giao dịch cách đây 10 năm, cách đây tôi làm từ thời xưa rồi, đúng không ạ? Nó rất nhiều, nhưng bây giờ nó mới bùng nổ và giới trẻ bắt đầu mới tham gia vào cái việc chọc chạch ở trong tài khoản online và tài khoản thông minh. Trước đây thì chỉ giao dịch bằng máy tính thôi, điện thoại không có nhiều như bây giờ. Thế thì bây giờ Forex nó mới bùng nổ. Và tiến tới Tradecoin, người ta dùng AppTrade rất là nhiều rồi, nhưng sau này AppTrade đối với lại hệ thống Forex bắt đầu mới bùng nổ. Trước đây những cái hệ thống robot nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Tuy nhiên các cái cấu hình cũng như là các cái mô hình về giao dịch chúng ta có thể tìm ở trên đây, có rất nhiều cái robot trade, robot trading, đúng không ạ? Rất nhiều các robot trading. Thế thì nó đưa ra rất nhiều các giải pháp, đúng không ạ? Quảng cáo này, đúng không ạ? Và nó sẽ test ở các cái MyFX Book, tất cả mọi cái nó quảng cáo. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta chưa vận hành và chúng ta chưa kiểm chứng, robot thì rất rẻ thôi, có con 100 đô, 200 đô, đúng không ạ? Có con 50 đô, 70 đô, rất nhiều và nó quảng cáo rất là hay. Tuy nhiên với cái sự test từ trước đây, đúng không ạ? Đây ví dụ con này nó chỉ có 99 đô thôi, rất là rẻ. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được thì nó sẽ phá tài khoản của chúng ta rất là nhiều. Vì trước đây tôi cũng đã vận hành rất là các cái mô hình. Chính vì thế nên là gì ạ? Chúng ta phải có được cái cách để chúng ta vận hành nó và test nó, kiểm chứng nó. Nhưng đối với GFX để an toàn, có thể lợi nhuận của chúng ta cũng không đạt được cái kỳ vọng như 50 hay 100%. Nhưng mà chúng ta kỳ vọng cái con số nó vừa phải, nó đạt được cái tỷ lệ an toàn thì chắc chắn là gì ạ? Nó vận hành theo no loss system, một trong những cái giải pháp hedging lệnh mua và bán. Thế thì rất nhiều người đã theo dõi cái kênh này và biết được các cái hệ thống về no loss system với hedging chia ra hai loại tài khoản đầu tư và tài khoản bảo hiểm, khiến cho cái robot và cái app và cái auto trade này nó giúp cho chúng ta an toàn. Chúng ta đừng ngần ngại để vào truy cập GFX cũng như là Zalo 0987732228 để chúng ta có được những cái tư duy trong đầu tư và trong thời gian tới chúng ta đầu tư gì và đầu tư như thế nào. Thì team GFX sẽ hỗ trợ quản lý các cái hỗ trợ tài khoản cho các khách hàng và hiệu quả trong giao dịch. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.